Dạ, Hoa Hồng Đen xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên thì Hoa Hồng Đen xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hoa Hồng Đen vừa nhận được một cái tin kêu cứu. Mà cái trường hợp này thì nó hơi phải nói là hơi đặc biệt, vì bé đó bị carie cả nhà. Thì bây giờ cái bạn đó bà không nuôi nữa, thì Hoa Hồng Đen từ chối. Thứ nhất là đang dọn dẹp cái sân. Thứ hai nữa đó là nhận một bé đó về thì trong lúc này cũng có nhiều bé bệnh quá. Thứ nhất là chi phí khám không nổi. Cái thứ hai nữa đó mà xử lý không tốt á là nó sẽ bị lây ra rất là nhiều bé. Cho nên là Hoa Hồng Đen từ chối. Hoa Hồng Đen nói là đăng lên hội nhóm coi có anh chị nào giúp hay không. Tại vì cứu hộ thì có rất là nhiều trạm, có rất là nhiều máy ấm, không riêng gì Hoa Hồng Đen. Đó, nhiều khi Hoa Hồng Đen không thích hợp hoặc là Hoa Hồng Đen không cứu được thì cũng sẽ có anh chị khác. Thì bạn đó nói là đăng lên rồi không có ai cứu hết trơn á đó. Thì Hoa Hồng Đen cũng từ chối luôn. Thì cuối cùng bạn đó đem đi bỏ, bạn đó mới chở đi cách nhà 3 cây số bạn đó giục đó. Rồi xong xuôi rồi bạn đó mới nói với Hoa Hồng Đen á là bạn đó bỏ rồi. Theo như mấy anh chị thì nếu mấy anh chị là Hoa Hồng Đen thì mấy anh chị phải làm sao? Không lẽ bây giờ mình mở ra một cái cứu hộ mà bây giờ con bị carie là con giống như mình từ chối, mình không đón nhận con á, thì con phải bị người ta đem liệng ngoài đường như vậy á. Thật sự mà nói thì nó cũng khó, mà đem về á thì các bé khác lây thì cũng khổ đó. Thì bây giờ em đang ở giữa chính giữa mà không biết phải cư xử như thế nào được cả nhà.